Vân có thể ôm các bạn một cái được không? Vì các bạn phải dừng lại với hành trình này. Xin mời 10 thí sinh đối mặt với vòng loại trừ bước ra sân khấu. Trên tay Vân đang có kết quả của những thí sinh sẽ bước tiếp với hành trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Ban giám khảo đã rất khó khăn để mà đưa ra được kết quả cuối cùng. Và bây giờ Vân sẽ đọc tên để chia làm hai nhóm. Những bạn được đọc tên sẽ bước qua bên đây nhé. Thí sinh đầu tiên 209 Lê Phan Hạnh Nguyên, 137 Hồ Nguyễn Quỳnh Anh, 144 Đặng Thị Hồng Ánh, 820 Nguyễn Trương Ánh Hồng, 130 Trần Hoàng Yến. Một trong hai nhóm trước mặt Vân phải ra về ngày hôm nay. Và nhóm còn lại sẽ bước tiếp với hành trình của Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Vân có thể ôm các bạn một cái được không? Vì các bạn phải dừng lại với hành trình này.